Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các ngành trong thời đại 4.0 là xu thế toàn cầu và ngành nông nghiệp cũng không ngoại lệ. Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang nắm bắt rất nhiều cơ hội nhưng cũng gặp nhiều rào cản và thách thức. Do đó, nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi số, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang cùng các địa phương tích cực thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích người dân, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển nông nghiệp thông minh, tạo ra các loại nông sản chất lượng cao. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt sử dụng các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để bán hàng nông sản. Hơn 2 năm nay, gia đình bà Hà Thị Quyên ở tổ dân phố 2B, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà đã sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo để giới thiệu quảng bá bán sản phẩm cà phê của gia đình. Hiện trung bình mỗi tháng, gia đình bà bán ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm cà phê đã qua chế biến, trong đó hơn 90% là qua các kênh bán hàng trực tuyến. Không chỉ tiêu thụ rộng rãi ở các tỉnh thành trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội, sản phẩm cà phê Hòa Tan, Hồng Đặng Sâm của gia đình bà còn xuất ra thị trường nước ngoài như Singapore. Cái bán hàng qua mạng thì mình thấy là rất là tiện lợi mà rất là có ích cho những cái người ta có những cái sản phẩm để người ta đưa ra ngoài xã hội. Thay vì ngày xưa thì mình phải đem cái sản phẩm này ra ngoài chợ hoặc là đến cái nơi mà người ta mua đó là mình phải mất công mang đi. Nhưng mà bây giờ cũng nhờ cái mạng xã hội này là mình chỉ cần đưa sản phẩm của mình lên trên mạng là mình có thể kết nối được tất cả mọi người ở trong cái nước Việt Nam của mình. Cho nên nhiều người ta biết đến cái sản phẩm của mình. Kênh bán hàng trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử không những mở thêm cơ hội mới giúp các hộ nông dân có thể giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước mà còn hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản thuận lợi hơn, tránh bị thương lái ép giá. Gia đình anh Trần Minh Chiến ở tổ dân phố 2, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà hiện đang phát triển mô hình kinh tế trang trại với diện tích hơn 1 hecta, trong đó chủ yếu là chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như dê, gà, vịt. Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, các sản phẩm của gia đình anh được nhiều người biết đến, đặt mua nhiều hơn. Nhờ đó, vừa giúp gia đình anh tiết kiệm thời gian, công sức, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi thấy rất là tiện ích, bán buôn bán trên mạng nó nhanh gọn, khỏi phải đi chợ, cầm gà vịt đi chợ mất thời gian. Chỉ cần đăng bán trên mạng là có người tới bắt. Tôi mới làm trong tầm 1 năm, thấy rất là hiệu quả. Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Không chỉ đẩy mạnh bán nông sản qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, nông dân trên địa bàn tỉnh còn ứng dụng các công nghệ số để quản lý sản xuất hoặc phục vụ truy xuất sản phẩm như đầu tư các phần mềm phân tích dữ liệu về môi trường sinh thái trên cây trồng, hệ thống tưới nước tự động, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, vừa giúp tiết kiệm thời gian, nhân công, vừa mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá để phát triển các ngành hàng sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước lẫn công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm OCOP của nông dân cũng được ngành nông nghiệp tỉnh tích cực hỗ trợ tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử. Toàn tỉnh đã có 28 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn, 38 sản phẩm OCOP lên sàn potmart.vn. Qua khảo sát, lượng nông sản tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử chiếm từ 20-30% doanh số bán hàng của người dân, hợp tác xã. Đặc biệt, ngành nông nghiệp tỉnh đã cấp 16 mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa với tổng diện tích gần 300 hectare. Trong đó có 15 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu các loại cây ăn quả như mít thái, chuối, sầu riêng, 1 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và 1 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Những năm qua thì Sở Nông nghiệp cũng đã thực hiện các cái chủ trương
của Trung ương, của tỉnh đã triển khai xây dựng các cái kế hoạch cũng như thành lập cái tổ chuyển đổi số của ngành, xây dựng kênh truyền thông với chuyên mục chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của sở. Sở cũng đẩy mạnh cái việc ứng dụng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu trong cái quản lý cấp mã số vùng trồng, ứng dụng các cái phần mềm trong cái quản lý cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, ứng dụng các cái phần mềm nhật ký sản xuất và kế toán hợp tác xã cho hợp tác xã nông nghiệp và các chủ thể OCOP. Có thể thấy, việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả khả quan. Các chương trình phần mềm quản trị vườn trồng, nông nghiệp chính xác được áp dụng trong sản xuất đã tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên như nước, phân bón để dần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù vậy, quy mô ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm, chưa đồng bộ giữa các vùng miền, địa phương. Do đó, người nông dân cũng cần chủ động mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thưa quý vị, cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp đăng ký mã số vùng trồng để kết nối, nâng cao hiệu quả giữa sản xuất, thị trường, người tiêu dùng và coi đây là tấm hộ chiếu đưa nông sản của tỉnh ra các thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Để tìm hiểu rõ hơn những lợi ích của mã số vùng trồng đối với người nông dân, hợp tác xã, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Vâng, lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi này. Vâng, thưa ông, trong thời gian qua thì việc triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh thì đã được chi cục mình triển khai như thế nào và đến nay thì đã đạt được những kết quả ra sao ạ? Thì trong thời gian qua, Chi cục Trồng trọt đã chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức thiết lập hồ sơ để cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Thì trong thời gian qua thì với mức làm như thế thì đến nay thì với đã được Cục Bảo vệ Thực vật cấp 15 mã số vùng trồng trên khoảng là 300 hectare cây ăn quả. Trong đó thì có 6 mã sầu riêng, 6 mã chuối, 3 mã mít và một cơ sở đóng gói của chuối. Thì hiện tại thì đã được là hiện tại là đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc là phê duyệt cái 9 hồ sơ. Trong đó có 7 hồ sơ sầu riêng là 159 hectare và 2 vùng trồng chanh dây 27 hectare và một cơ sở đóng gói chanh dây. Đó. Ngoài ra thì hiện nay chi cục đã đang hướng dẫn các tổ chức cá nhân đủ điều kiện để cấp mã số là 4 hồ sơ là khoảng là 65 hectare. Ông có thể nói thêm về công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân đối với việc cấp mã số vùng trồng ạ? Thì trong thời gian qua thì chi cục đã mở được nhiều lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh để người dân biết về các quy định về nước, về cái mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Vâng, thưa ông, thì đối với các tổ chức cá nhân khi mà đăng ký cấp mã số vùng trồng thì họ có những cái quyền lợi gì và trách nhiệm gì ạ? Trước tiên thì hiện tại có một số các nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Mỹ là nếu muốn xuất sản phẩm qua bên thị trường của họ thì bắt buộc phải có mã số vùng trồng. Cái thứ hai, cái lợi của người dân được hưởng là sau khi đó thì người ta sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước người ta thường xuyên kiểm tra giám sát trong quá trình là canh tác, điều tra sinh vật gây hại, nên là đảm bảo là những cái sản phẩm này là được an toàn.
Dạ vâng thưa ông, thì để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc cấp mã số vùng trồng cho các tổ chức cá nhân thì trong thời gian tới sẽ chi cục mình sẽ có những giải pháp và mục tiêu gì ạ? Thì trên cơ sở những cái hồ sơ đã được cấp mã số thì chi cục sẽ thường xuyên phối hợp với địa phương giám sát các chủ sở hữu về cái mã số vùng trồng để đảm bảo các tiêu chuẩn, các rào cản kỹ thuật về an toàn thực phẩm đối với các nước nhập khẩu. Cái thứ hai, thông qua đó thì chi cục sẽ tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao những kiến thức mới, những cái mà tiêu chuẩn của những nước nhập khẩu đề ra để các tổ chức cá nhân biết, nắm và thực hiện theo đúng nước nhập khẩu. Vâng, cảm ơn ông về những nội dung đã trao đổi ạ.